từ Việt Nam qua hả? Finally, welcome to America. Chú định vậy, từ sau á, chú đem thằng Tuấn lên tiệm, con coi làm sao hép đó nha. Con phải làm nail luôn hả? Trời ơi, lên tiệm nail không làm nail làm gì? Tôi tên Tuấn. Julie. Biết rồi. Sao biết? Thích thì biết thôi. Hai anh em con Ly ở suốt với ba từ nhỏ, ba mẹ tụi nó ly dị rồi. Anh không nghĩ được cho tôi, anh không nghĩ được cho ngoại, thì anh làm ơn lo cho bản thân mình giùm cái. Ây da, ôi. Chết cha, chảy máu rồi. Chảy máu chứ có chết đâu mà lo. Ủa anh qua Mỹ lâu chưa? Qua lâu lâu rồi, mười mấy năm rồi. Đà Lạt có cái gì á? Dallas. Yeah. Dallas, ok. Con nghe, chú thấy vậy. Con lấy vợ. Với ai? Chỉ có như vậy mới hợp thức quá đây thôi. Không được đâu, có yêu người ta đâu mà cưới. Bây giờ mình cần tiền, thằng Tuấn còn quốc tịch, đôi bên đều có lợi. Bà có dọn phòng sẵn ở chỉnh á, hai đứa lên chỉnh ngủ đi. Tiền thì anh không có cần nữa, nhưng anh không thể nào để cho tụi bay chơi trên đầu anh như vậy được. Tất cả là tại chú à? Gì? Chú sắp đặt mọi thứ từ khi ở Việt Nam rồi. Mày muốn làm gì nói thì đưa ra ngoài kia. Tất cả những gì chú làm là vì chú thương con. Kết hôn giả thôi à, có gì đâu mà sợ. Hùng đi chứ, đúng rồi, tình cảm lên, hùng. Giả phải hùng. Đâu có đâu thiệt mà. Ờ thiệt thì hùng đi. Một, hai, ba, hùng nè.